ở khá cho vay từ côn nếu bên đi côn ai chịu mình đứt tôm bay tài lục mấy phúng ra hồ đó lúc cho vay sọc có mình hiện to tăng chỉ mùi côn đôi chân em mình chụp bài khá cho vay tên là côn. Nếu không có xa lúc sẽ thấy mình chịu phiếp thủ thí đòi quát ban mình chút côn bỏ quát ai tới bỏ lòng đập bay thôi chịu mình đứt nơi thay mũi có đó thay đại côn bỏ quát rơi trên đầm nào tới bỏ lòng. Bốc bàn riêng trong bạc đã ở côn phương đồng nào nơi tam phơi cúp còn hơi. Bốc chư chạy thác xong mặt tập hiệp côn ai bà lộn chọc với chư bản đến. Lúc bốc côn bà rộng ấy côn ai dâu chân nè chạy lịch phí lịch mùi bàn là lục bốc. Hơi côn nâng bà lộn chọc chư bản đến ở tốt tại bàn. Bốc bốc chư sở bái chất nạc côn. Đãi côn bốc bàn riêng bụi cái tăng phí kmê ngân hốt đó bình đi. Bốc chư chạy thác côn ai bà lộn phơi chư bản đến. Hơi cửu xa dương nâng miên ông này căn tài khlắng. Bên men hơi na lục bốc nếu bên được trong ba thôi chia bản đất cứu xa dương nâng miên ông này căn tài khắng đối với miền nam mà nè hiện to tăng chỉ mùi cứu xa được bao dương tí ở trường cũng bị nhập thôi được nào tư nào cũng cũng ở từ đó đi thì đi cũng ở không lắng trả phí có pru tay ngày say cũng tới pro long hơi nào cũng hãy dạp về mùi khai ba con lòng phát tử bên tốt bị con bỏ quát mà bỏ lòng chọc chi bệnh đất có tay tay cho con này con bỏ quát tới thuốc bác bỏ chi rìa sẽ kê ní bỏ quát chi miễn chi chi tràn hơi đồ chân ế bởi dương ai dọc sẽ ní bán vì chi ca bỏ sao bỏng phốt dương trời tay thuốc chân nào có đói dọc sẽ ní ơi tốt tại bán đói ông này rồi bỏ dương dương trời tay bảo vị thi cực bạp giáng. Tớ sẽ đi chi sẽ rồi bỏ ai tao mẹ tí. Tớ ai dùng bộ lũ sẽ đi ai dưỡng đại tí. Bờ sân chi ai lũ dưỡng nâng ai khốn đồng lại thay. Nhưng mà ai lũ bàn tên là lúc sẽ thấy. Đói xa tệ nhóm trong để xa tục đây sẽ đi chạy ai con trai rồi bỏ nhóm. Có bố tại đây sẽ đi. Vì cứ chỉ kê đồn ta rồi bỏ nhóm. Dưỡng ai ai khốn đồng lại pram hết ta. Trong luôn pram đầm lẫn tớ ai lũ đại tí. Bờ sân chi ai lũ dưỡng nâng ai pram ai nếu bình đi. Slop hơi lúc sẽ thấy trong tay pram đầm lưng hay là với ban chỉ tịch bẹp ní nhưng mà ai lụ ban tên là lúc sẽ thấy từ rock tịch đây sai nạp tên tiệt tư tụi bây chỉ ở thay chẳng nào có đói trong có một ai lụ ban đây bởi ai mình prom lụ sai ní ở dương tí giữa nâng dọc đây sai rồi bọn ai tay mà đông hỏi ai thua chẳng mấy bởi dương tình hỏi ai mình prom lụ đối chí nế giữa miên tay dọc đây sai rồi bọn ai. Bạn tỏa bí đi chạy tính đầy sài bí bó rõ cả sĩ cầu rùi. Bó rõ cả sĩ cầu mình bỏ lụ ở quát. Lúc sẽ thấy có bình nhạc thơ đâm nà tớ phía rõ bó quát vĩnh. Đang bây tớ bình chí ở con trai rõ bó quát. Mọc thơ rõ bóng quát dọc đầy sài bó rõ cả sĩ cầu. Chọp hơi nhóm, tay bình nâng đăng tại ọt đầy sài hơi ní. Lúc sẽ thấy tay tại đà dọc đầy sài rõ bó nẹ phung chín ní. Tao đầy sài rõ bó nhóm ní nâng trời bát bóng ở lúc sẽ thấy. Đôi chỉ đầy sài nẹ phung tao mệt tê. Nếu bây giờ quát ba mặc đó phung một cư rồi bỏ quát vĩnh quát có ba mặc chìa ai con trai rồi bỏ quát tư vừa rồi bốn đâm bây dọc đầy sài bí bò rõ cả sức cổ. Lục bốc thấy đi lục bốc ban trai ai con trai tư vừa rồi bốn quát dọc đầy sài rồi bỏ bà chìa đi thiệt hỏi ta mấy tí tức nhóm ban chỉ khuyên con trai cầm bông tay căn rồi bốn thua đồng nào tứ. Mệt hơi nào con bốc ba mặc chìa ai con trai tư vừa rồi bốn quát dọc đầy sài mũi cần lấy. Đấy sài nụ nâng khai tôi chia được bó dường hơi. Bạn ta xong kết thả mùi rì dạp bên đi. Lúc bốc cua tay bên chọc. Sự cao một hiệp tiếng ổn ní sân tư. Nhóm miên xâm nông rừng chẳng đại trời bình chung tư thả nạ lứa. Đối chí nếch nhóm bình chọn ôi miên ca bạc bọt đó lục bốc tí. Ở khai cho vây từ côn. Nếu bên đi côn ai chia bình đất. Tốn bây tay lục mê phúng ra hốt đó lúc cho vãi sọc. Có mình hiện to tăng chỉ mùi côn. Đối chí nếch mình chọc bạch khai cho vây tên là côn. Hãy chẳng lục bộc thơ xa mập hiếp tăng ổn đi bằng to tiệt tử. Nếu bây đề bàn xâm rãi chấm hơi cồng chú mùi mộc tình đây bằng thêm. Dưỡng nâng bàn chùm đánh trạng căn tài trả ơn hơi na lục bộc. Đói xa tay ông này tập trạng ca lục lốn bò rõ chì côn. Tụ bây chì bà lòng chọp chìa bằng đất cầu đáy. Còn tại bây chì mình cầm đất lục lốn chì mùi nâng ở bộc. Tăng tại đào dọc đấy bì bà chìa rì sổ trang chì nếch. Đói mình khoai khó bì tục lùm bà ở bọc bà chìa rì.
đôi lúc sẽ thấy đại chi ở bục rồi bỏ lúc bật đất tay tay bật bật tung vô một quả bay chín nít nẹ phúm tay tay một đằng lúc mày phúm bàn tay mình ai dốc chứ nè bàn tao ơi thôi dùm mày tử bao trăm con tay chi mày phúm thó mà đá tay bật nó chôm này lúc chụp ảnh sọc vinh có mình hiên tỏ tăng chi mùi nâng lúc bật đất lúc sẽ thấy trong khi mình xong mà tập hiệp ở vậy đam bay tỏ tăng chi mùi nâng bút quả tí rưu mùi cơ lúc mẹ phùm chẳng khơi nè phùm dương chú bưng ra ạc rõ bẹp ní nếu thay đi cót bàn dọc đầy sài mất rồi bọc nhóm cá bị thay môn cót bàn dọc đầy sài nè phùm nơi chồng phùm chăm mơ nơi thay sài quát nâng dọc đầy sài rồi bỏ lúc mẹ phùm chia mặt khán nhóm đừng hỏi mình cú nào nơi xìm tì con tay trong bước chìa khuyên chùm rực mến miên tay khám vô sẵn cót chất tay phần nô rộng chăm phê vì liên mộc đó tay phần nô bọn đất đất bởi giói không bằng riêng đo nạ đòn này bọn tay bài chi mà thuộc bà bởi chi riêng luôn ai từ vinh khi nhóm bất chỉ miễn ca khó chất dàng khlắng nơi bê đề miễn bọn đất bài bình ní chà mở tư, nơi bê nà mùi lúc sẽ thấy những lúc bọn đất bà có chi trời rong cam phía đại quạt bàn thuê chi mạnh khán đôi chân này phụ dương rong chăm mơ bê về lìa tư rong chăm bê về lìa đang tại rong chăm hơi bọn tay bê ní dương khuyên đầy sài đam bê bọc con bằng cao phò tiết tê nà xâm lãnh tao dương trời thuê dương mạch tư nơi bê ní dương bất chi bị bạ chết nhóm xung tố đại cho mình ai đọc sài bán đòi xa tệ trong ba bình chút bị bật đơn tư thả lứ bật tay thả lứ nơi tay mình ai đọc sài bán nếu bên đây lúc sẽ thấy nâng lúc bật đất ban phương đâm nào mặc đó tí kinh lạnh đây chung ca muối đại chi chung ca rồi bỏ nì chối có ban khơi chung ca nì chối bộ bên tất đói đam xoài lúc bốc mơ tới chung ca này bất chí là ô mến bởi dưỡng ban chung ca này cho tôi lũ ôi cồng chung muốn nâng ban bà chung đánh tràn hơi na lúc bốc vì chi ca bất mến hơi nạp cốn bởi dưỡng ban đây chung ca này cho tôi lũ nâng ban bà tràn chi mặt khán ở chân trăm thay xe bốc nâng ôi kì mộc thơ được bóng quát dốc tay mặt đồn thông sân lúc sẽ thấy đi ta lúc sẽ thấy nâng lúc mình đất trong thơ vầy nâng công bạp ná thá trong ban đây chung ca rồi bọc nhóm mình hỏi nhóm trong bàn đây chung ca rộng bó lục bóng trở tay bà cốt đây chung ca này ôi một nhóm bởi mất đời chân tí nhóm đang rộng rương lục bóng đó tí bọc hốt xong ông vô nà lúc bàn đất lúc sẽ thấy công dọc đây xoay rộng bọc nhóm ấy nhóm miên tay chung ca xoay đi tay bà nốt đây chân châm chì vứt bởi lúc sẽ thấy nâng lúc bàn đất dọc tiết tác chung ba đồ vây chân châm chì vứt tới dương mặt đơn tí nữ thay xoay đi dương nâng ôi con trai dương mất vơ rộng bóng quạt nữ tí đi ôi viên nâng khai tới chi rộng bó dương đôi sọc chú bóp bạn tọp một lúc sẽ thấy nâng lúc bằng đất có bàn thơ đông nào tờ phu mực rưu rồi bọc quạt vinh đôi chất rạch ổ trong này đi chói đai chứ mà chạy chung cá có miệt cá phí ba chết chọp hợp nhóm ta trong trời thơ dòng máy tờ nở bền đi nhóm đang trời bắt bọn đây chung cá xoay đi chứ mình khan nhóm ra còn chứ lòng bạ hơi trong ngày nũ lúc ốp rạch đại chư mân trầy thông nơi khăn vẹn đòi ban tà tùa ca bình chìa bì bè ổng lúc mân trầy có ban chọc mơ bà chìa riêng đòi bà tòa đói khu này đồng nằm rơi rồi bà chìa riêng bất chìa là ổ mên bè ổng bà gọt chìa sạp bài bà hà rà tây chìa mặt khăn nơi bê đề bàn đăng thà bà chìa riêng rồi bà ổng rù nơi ban soi sốc bài bà ní chọc hỏi nhóm, ta có nhóm ban chúm ca mà bị nạ tiết tư đọc bầy thơ ban chúm ca có nhóm bê ní trực ban kê đồn đạo bạch hơi chọc hỏi nhóm, chọc hơi chọc dân là lục bốn, đi ta lục bốn cùng phong tay thơ đồn nạ tình án đứng mơ tớ đôi chi bị bạ chất đòn hơi, ta mê rương ở vấy mất sự bài chất ta mẹ tí cô rốt lộ bà cha, đây chung ca rộp bọc nhóm trời bàn lục sẽ thấy bà chi ơi con trai quát phơ rộp bọc đọc bấy đần đàm giọc nhóm bất chi mình ai to tăng chi mùi quát bàn tế đời xa tay quát chi sẽ thấy hai quát miên con bọc đai chi mình đợt thèm tiết miên rừng ra đọc thạng đi phong tao mẹ tế tao lục sẽ thấy mẹ đạn nữ quát miên chung mùa vầy tớ hay rồi bấy ban chỉ thua bạp ní tao kê miên ẩm nạch lăng nạ tao mẹ tế lúc sẽ thấy quát miên chung mùa tha sẽ thấy bó rịch bó hai con bọc quát chi mình đợt đai miên chung mùa tha bị cháy quạt tay tay dọc đầy sài pin nạp hùng trên nếch tôm bay tay lúc cho vài sọc có mình hiên to tăng chi mùi nâng bụi quạt đáy
ើអ្នកមានបានដឹងទេថាយើងគឺជាអ្នកណាយើងគឺជាឧបរាជនៅក្នុងវាំងដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យតាមដានមើលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលមានរឿងរ៉ាវបែបនេះចូលអ្នកនាំយើងទៅផ្ទះរបស់លោកមេភូមិនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យយើងនាំលោកមេភូមិដើម្បីចាប់គេយកទៅដាក់ទោសបាទបាទលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ធ្វើដំណើរមកតាមខ្ញុំនៅពេលនេះមកចាំខ្ញុំនឹងនាំលោកម្ចាស់ទៅផ្ទះលោកមេភូមិឲ្យនឹងនាំលោកម្ចាស់ទៅផ្ទះលោកសិទ្ធិនាយចយក៏បាននាំលោកអបរាយទៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកសិទ្ធិនិងលោកបណ្ឌិតលោកអបរាយក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកសិទ្ធិហើយក៏បាននាំលោកសេនាមកចាប់លោកសិទ្ធិនិងលោកបណ្ឌិតខ្ញុំទាំងពីរអ្នកឪពុកកូនដឹងខុសហើយណាលោកអបរាយសូមលោកអបរាយកុំចាប់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកឪពុកកូនយកទៅដាក់ទោសអីខ្ញុំសន្យាថានឹងប្រគល់ដីស្រែចម្ការគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យទៅប្រជារាស្ត្រវិញមែនហើយណាលោកអបរាជលោកអបរាជដោះលែងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ទៅខ្ញុំទាំងពីរនាក់សន្យាថានឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេខ្ញុំរៀងមួយជីវិតហើយណាលោកអបរាជលោកបណ្ឌិតលោកបានសិក្សាបានដឹងខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងហើយរវីបានជាលោកនៅតែធ្វើទង្វើបែបនេះធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ទៀតលោកមិនស័ក្តិសមនឹងមានឈ្មោះជាបណ្ឌិតទេយើងនឹងដកសិទ្ធិលោកជាបណ្ឌិតនៅពេលនេះហើយយើងនឹងដាក់ទោសលោកតាមអ្វីដែលលោកបានធ្វើចំណែកលោកសិទ្ធិលោកមានអំណាចមានប្រាក់យើងបានដឹងថាលោករកស៊ីដោយមិនស្មោះត្រង់តែរំលោភបំពានដល់ប្រជារាស្ត្រជនិតយើងនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យទៅប្រជារាស្ត្រវិញដែលធ្លាប់រងគ្រោះហើយយើងនឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងពីរទៅដាក់ទោសឲ្យស័ក្តិសមនៅទង្វើអត់ទេអត់ទេអត់ទេលោកអបរាជក៏បានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសិទ្ធិដែលបានយកពីយឺឈាមកម្លាំងរបស់ប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ហើយបានចាប់បញ្ជូនពីអ្នកឪពុកកូនទៅដាក់គុកឲ្យសាសមនៅទង្វើដែលពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកបានធ្វើមានបុរសម្នាក់ដែលជាបុរសកំជិលគាត់មិនដែលទៅធ្វើការងារអ្វីទាំងអស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់គិតតែពីដេកនៅក្រោមដើមឈើតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃមួយគាត់ក៏បែកគំនិតដើម្បីបង្កើតប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយយកទៅចាយការងារធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះនាំតែហត់តែប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំអាចបង្កើតប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយបានយកទៅចាយប្រកបជាសប្បាយចិត្តព្រោះតែអ្នកភូមិនៅទីនេះជាមនុស្សមិនសូវចេះបើយើងបង្កើតប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយយកទៅចាយវាយើងនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើការហត់ដូចជាពេលនេះតែត្រូវទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់តិចបាយហូបបន្ទាប់ពីនិយាយរួចបុរសម្នាក់នោះក៏បានប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅផលិតប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយដើម្បីយកទៅចាយនៅពេលដែលគាត់បានផលិតប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយរួចហើយគាត់ក៏បានយកប្រាក់ទាំងអស់នោះទៅចាយវិញតាមចិត្តជួយរៀបចំសាច់ឲ្យខ្ញុំ1គីឡូខ្ញុំយកសាច់ទៅធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់មាត់តែម្ដងហើយថ្ងៃនេះតាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់លក់ដាច់សូម្បីតែ1គីឡូប៉ុន្តែជាការសំណាងល្អដែលគួយមកទិញកាត់ព្រឹកតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងមកទិញជារៀងរាល់ថ្ងៃណាលោកជ័យក៏ព្រោះតែខ្ញុំចូលចិត្តហូបសាច់ចំពោះបន្លែខ្ញុំពិតជាមិនចូលចិត្តចាំខ្ញុំនឹងមកជួយទិញជាប្រចាំអរគុណណាស់ក្មួយដែលក្មួយបានមកទិញសាច់របស់អ៊ំអញ្ចឹងក្មួយនេះជាសាច់សង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយក្មួយនឹងមកទិញសាច់របស់អ៊ំទៀតបន្ទាប់ពីបានទិញសាច់ពីអ៊ំស្រីរួចហើយនាយចយក៏បានដើរសំដៅទៅផ្ទះវិញចំណែកអ៊ំស្រីនៅពេលព្រឹកឡើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះអ្នកកាប់សាច់ដើម្បីទៅទិញសាច់យកទៅលក់ដូចរាល់ដងជួយរៀបចំសាច់ឲ្យខ្ញុំ10គីឡូមកព្រោះតែសាច់ដែលខ្ញុំយកទៅលក់កាលពីម្សិលមិញអស់រលីងដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវការ10គីឡូបន្ថែមទៀតកុំបារម្ភអីណាអ៊ំស្រីចាំខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញអ៊ំស្រីលក់ដាច់បែបនេះសង្ឃឹមថានឹងយកទៅលក់នៅថ្ងៃស្អែកប្រកបជាដាច់ដូចជាថ្ងៃម្សិលមិញទៀតនេះគឺជាប្រាក់យកទាំងអស់នៅពេលនេះទៅខ្ញុំបានរាប់គ្រប់ចំនួនអស់ហើយណាក្មួយបើក្មួយមិនទុកចិត្តអ៊ំទេក្មួយអាចរាប់បន្ថែមទៀតក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនទុកចិត្តអ៊ំស្រីបានយ៉ាងម៉េចទៅក៏ព្រោះតែខ្ញុំជាអ្នកលក់សាច់ឲ្យអ៊ំជាប្រចាំដូច្នេះហើយខ្ញុំដឹងហើយថាអ៊ំមិនមែនជាមនុស្សក្រលិចក្រលូចអ៊ំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលក្មួយទុកចិត្តអ៊ំខ្ពស់បែបនេះអញ្ចឹងក្មួយជួយយកសាច់ទៅដាក់នៅរោងលក់របស់អ៊ំដូចរាល់ដងផងណាក្មួយបាទបាទអ៊ំស្រីសូមអ៊ំស្រីទៅរងចាំបន្តិចទៀតចុះបន្តិចទៀតខ្ញុំរួចដៃខ្ញុំនឹងយកសាច់ទៅឲ្យអ៊ំស្រីដើម្បីងាយស្រួលលក់នៅថ្ងៃស្អែក
បន្ទាប់ពីគាត់បានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យទៅអ្នកកាប់សាច់រួចហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅរោងលក់សាច់របស់គាត់ដូចរាល់ដងនៅពេលដែលនីចយបានយកប្រាក់ទៅចាយវាយតាមចិត្តដោយជាប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តនៅទង្វើរបស់គាត់គាត់ក៏បានអង្គុយផឹកស្រានៅកន្លែងមួយតែម្នាក់ឯងខ្ញុំនេះពិតជាពូកែមែននៅសុកសុកស្រាប់តែបែកគំនិតបង្កើតប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយយកទៅចាយវាយហើយនៅពេលនេះអ្នកភូមិមិនមានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងឡើយថាខ្ញុំកំពុងតែចាយប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយសួស្តីបងប្រុសតើថ្ងៃនេះបងប្រុសមិនទៅធ្វើការទេមែនទេទើបបានជាបងប្រុសអង្គុយផឹកស្រានិយាយសើចសប្បាយតែម្នាក់ឯងបែបនេះបងខានធ្វើការងារច្រើនថ្ងៃមកហើយណាប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះបងមិនចាំបាច់ធ្វើការងារក៏មានប្រាក់ចាយពេញដៃចុះតើប្អូនទៅធ្វើការងារឲ្យគេហើយតើមែនទេបាទបងប្រុសខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការឲ្យគេតើបងប្រុសបានប្រាក់មកពីណាដើម្បីចាយវាជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាបងប្រុសមិនទៅធ្វើការបែបនេះចំពោះរឿងប្រាក់វាមិនបញ្ហាទេណាប្អូនក៏ព្រោះតែបងដឹងពីរបៀបរកប្រាក់ហើយចុះតើប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើការងារមានសល់ប្រាក់ជាប់ខ្លួនដែរទេបើប្រាក់ខែចាយសឹងតែមិនគ្រាន់ហើយចុះតើបងប្រុសអាចប្រាប់ពីរបៀបការងារឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងតើបានទេហើយរបីបានជាបងប្រុសមានប្រាក់ចាយទាំងតែមិនទៅធ្វើការបែបនេះយីអាប្អូននេះចេះសួរសំណួរបែបនេះមកកើតបងមិនធ្វើការទេប៉ុន្តែបងមានប្រាក់ចាយជារឿងអត់កំបាំងបងអង្គុយលេងជាមួយបងដាក់1លីត្រ2លីត្រសិនបានទេបងត្រូវការអ្នកកំដរអត់ទេណាបងខ្ញុំមិនអាចផឹកបានទេក៏ព្រោះតែខ្ញុំត្រូវដើរទៅធ្វើការងារឲ្យអ្នកភូមិបើខ្ញុំទៅធ្វើទាំងស្រវឹងបែបនេះប្រកាសជិះធ្វើការងារមិនបានល្អទេតាមចិត្តចុះណាប្អូនប្រុសឲ្យធ្វើម៉េចបើប្អូនរវល់ការងារអញ្ចឹងបងមិនរំខានពេលវេលារបស់ប្អូនទេប្អូនទៅធ្វើការងារតាមសบายចុះបន្ទាប់ពីនិយាយរួចសុកក៏បានធ្វើដំណើរទៅធ្វើការដោយរត់ដងដោយនៅក្នុងចិត្តរបស់សុកពិតជាចម្លែកមែនទែននៅពេលដែលឃើញនីចយមិនធ្វើការតែមានប្រាក់ចាយចំណែកបុរសកាប់សាច់តែជានីចក់បានដើរចូលក្នុងភូមិដើម្បីទិញគោក្របីអ្នកភូមិដូចរត់ដងដូចអ្វីដែលពួកយើងបាននិយាយគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញយកទៅចំណេញមិនច្រើនទេណាលោកតាដូច្នេះខ្ញុំសូមទិញក្នុងតម្លៃដដែលដដែលក៏ដដែលទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវការប្រាក់ប្រញាប់ខ្ញុំមិនអាចជំពាក់ប្រាក់ឲ្យតែក្មួយដូចកាលពីមុនបានទៀតទេកុំភ័យអីណាលោកតាខ្ញុំទិញមិនជំពាក់លោកតាសូម្បីតែមួយសេនខ្ញុំបានរៀបចំប្រាក់រួចរាល់ជាស្រេចលោកតាអញ្ជើញពិនិត្យមើលចុះនៅពេលនោះតាសឿនក៏បានរាប់ប្រាក់ទាំងអស់នោះស្រាប់តែគាត់បានឃើញក្រដាស់ប្រាក់100,000 រៀលគឺជាប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយក្រដាស់ប្រាក់100,000រៀលនេះគឺជាក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយទេណាក្មួយហើយរវីបានជាក្មួយយកប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយមកបន្លំជាមួយនឹងប្រាក់ពិតខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេណាលោកតាប្រាក់ទាំងអស់នេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំបានរក្សាទុកនិងពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរវីបានជាលោកតានិយាយថាក្រដាស់ប្រាក់100,000រៀលនេះជាក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយបើសិនជាក្មួយឯងមិនជឿក្មួយឯងពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ទៅក្មួយឯងប្រកាសជាបានដឹងជាមិនខានក្រដាស់ណាជាក្រដាស់ប្រាក់ពិតក្រដាស់ណាជាក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយហេតុអីបានជាក្មួយឯងយកប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយយកបច្ច័យវាយបែបនេះវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់កប់ជួននៅពេលនោះលោកមេភូមិក៏បានដើរមកដល់ទីនោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនឹងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឮអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះតើមានរឿងអ្វីមែនទេគឺក្មួយចោបានយកប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយមកបន្លំប្រាក់ពិតប្រកបទិញក្របីរបស់ខ្ញុំលោកមេភូមិពិនិត្យមើលក្រដាស់ប្រាក់100,000រៀលនេះទៅវាគឺជាក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយមិនបានជាក្មួយឯងយកប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយមកចាយវាបែបនេះក្មួយឯងមិនខ្លាចមានទោសទេមែនទេទើបបានជាហ៊ានធ្វើបែបនេះស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបកស្រាយសិនណាលោកមេភូមិកាលពីព្រឹកមិញយាយនួនបានយកក្រដាស់ប្រាក់100,000រៀលនេះយកមកឲ្យខ្ញុំថ្លៃសាច់ហើយខ្ញុំក៏បានយកដាក់ជាមួយនឹងក្រដាស់ប្រាក់ដតីទៀតមានន័យថាក្រដាស់ប្រាក់100,000រៀលនេះជារបស់ខ្លាំងខ្លាយដែលយាយនួនយកមកឲ្យខ្ញុំហើយក្មួយចောက်ត្រូវទៅហើយយាយនួនមកជួបខ្ញុំនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីសួររំអោយបានច្បាស់នៅចម្លើយពិតតើក្រដាស់ប្រាក់100,000រៀលនេះវាកើតចេញពីអ្នកណាប្រភពរបស់វាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតបាទលោកមេភូមិខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅហើយយាយនួនទៅផ្ទះលោកមេភូមិនៅពេលនេះដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយបែបនេះរួចហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅរកយាយនួនដើម្បីទៅផ្ទះលោកមេភូមិដើម្បីស្វែងរកការពិត
លោកមេភូមិក៏បានកោះហៅយាយនួននិងលីចកមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំសួរអ្នកនួនហើយរវីបានជាអ្នកយកប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នេះយកទៅឲ្យឈ្មោះចកអ្នកនួនមានបាត់ដឹងទេទង្វើអ្នកនួនធ្វើទៅនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេណាលោកមេភូមិប្រាក់នោះជាប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយបើខ្ញុំដឹងថាប្រាក់100,000រៀលនោះជាប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយមិនខ្ញុំនឹងហ៊ានយកទៅឲ្យឈ្មោះចកទៅតើប្រាក់នេះមានប្រភពមកពីណាទៅហើយរវីបានជាប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយបែបនេះតើអ្នកនួនមានចាំទេតើអ្នកណាជាអ្នកទិញសាច់ហើយឲ្យក្រដាសប្រាក់100,000រៀលនេះគឺខ្ញុំចាំបានឈ្មោះចយបានទៅទិញសាច់របស់ខ្ញុំហើយគេឲ្យក្រដាសប្រាក់100,000រៀលនេះដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំយកប្រាក់នេះយកមករក្សាទុកហើយខ្ញុំក៏បានអាប់ប្រាក់ថ្មីឲ្យទៅគេអញ្ចឹងត្រូវក៏ហៅចយមកនិយាយសួរនាំតើគេបានប្រាក់100,000រៀលនេះមកពីណាទើបបានជាគេយកទៅចាយវាយក្នុងភូមិរញ៉េរញ៉ៃបែបនេះលោកមេភូមិក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកសេនាទៅកោះហៅនីចយមកសួរនាំតើបានប្រាក់100,000រៀលនេះមកពីណាហើយអ្វីបានជាប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយយកទៅចាយវាយបែបនេះឯងត្រូវតែនិយាយសារភាពតាមត្រង់បើមិនដូច្នេះទេឯងនឹងមានទោសធ្ងន់ជាមិនខានគឺខ្ញុំមិនដឹងទេណាលោកមេភូមិខ្ញុំដើរសុកសុកស្រាប់តែបានរើសក្រដាសប្រាក់100,000រៀលនេះហើយខ្ញុំក៏យកវាទៅចាយដល់ខ្ញុំមិនដឹងក្រដាសប្រាក់100,000រៀលនេះគឺជាគាត់ជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំបានលបឃើញគាត់នៅខាងក្នុងផ្ទះគាត់បានបង្កើតក្រដាសប្រាក់100,000រៀលនេះគាត់បង្កើតយ៉ាងច្រើននៅពេលនេះក្នុងភូមិរបស់យើងគាត់បានយកទៅចាយវាយហើយពោពេញទៅដោយប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយកុំអីណាលោកមេភូមិលោកមេភូមិកុំយកខ្ញុំទៅដាក់ទោសអីខ្ញុំពិតជាមិនចង់ជាប់ទោសទេណាលោកមេភូមិយើងនឹងយកឯងទៅដាក់ទោសឲ្យសាកសមតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ឯងហ៊ានយកប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយទៅចាយវាយឯងហ៊ានទាំងបង្កើតប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយថែមទៀតដោយសារតែភាពលោភលន់របស់នីចយក៏ត្រូវបានលោកមេភូមិកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់ដោយដាក់គុកដោយសារតែគាត់បានផលិតប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយនិងចាយវាយគ្រប់ទីកន្លែងមានបុរសម្នាក់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកកាប់អុសនៅរៀងរាល់ព្រឹកគាត់តែងតែចូលក្នុងព្រៃដើម្បីកាប់អុសនៅថ្ងៃមួយស្រាប់តែបុរសម្នាក់នោះបានដើរទៅដល់ទីកន្លែងដើមឈើមួយដើមឈើនេះពិតជាទំនោរបើខ្ញុំកាប់វាយកទៅលក់ប្រកាសជាបានប្រាក់ច្រើនជាមិនខានខ្ញុំត្រូវតែកាប់ដើមឈើមួយដើមនេះអ្នកកុំកាប់បំផ្លាញដើមឈើនេះអីបើអ្នកកាប់បំផ្លាញដើមឈើនេះយើងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានព្រោះតែជីវិតរបស់យើងកំពុងតែនៅក្នុងដើមឈើនេះតើអ្នកជាមនុស្សឬមួយអ្នកជាបិសាចហើយអ្វីបានជាអ្នកទៅនៅក្នុងដើមឈើទៅវិញតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកតើមែនទេយើងគឺជាព្រះនាងរស់នៅក្នុងវាំងហើយថ្ងៃមួយមានមេធ្មប់ចូលទៅដល់ក្នុងវាំងរបស់យើងហើយមេធ្មប់ក៏បានចាប់យើងចុះមកដាក់ក្នុងដើមឈើនេះហើយនាងក៏បានបន្លប់ខ្លួនធ្វើជាយើងរស់នៅក្នុងវាំងចុះតើព្រះបិតាព្រះមាតាព្រះនាងមានបានដឹងទេថាមេធ្មប់បានចាប់ព្រះនាងយកមកដាក់នៅក្នុងដើមឈើនេះតើទ្រង់មានបានដឹងដែរទេព្រះនាងនាងមេធ្មប់បានប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រសម្បំចិត្តបិតារបស់យើងហើយនាងក៏បានបន្លប់ខ្លួនធ្វើយើងរស់នៅក្នុងវាំងនាងតែងតែលួចចាប់មនុស្សនៅពេលយប់ធ្វើជាចំណីអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងវាំងប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទូបង្គំអាចជួយអ្វីដល់ព្រះនាងបានដែរទេតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះនាងអាចរួចផុតពីដើមឈើនេះបើអ្នកចង់ជួយឲ្យយើងរួចផុតពីដើមឈើនេះអ្នកត្រូវតែទៅសម្លាប់នាងមេធ្មប់ដល់ពេលនោះយុទ្ធសាស្ត្រដែលនាងមេធ្មប់បានដាក់មកលើយើងនៅក្នុងដើមឈើនេះនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យអស់ជាមិនខានទូបង្គំនឹងតស៊ូទៅសម្លាប់នាងមេធ្មប់ឲ្យបានប៉ុន្តែនាងមេធ្មប់កំពុងតែរស់នៅក្នុងវាំងក្នុងសភាពជាព្រះនាងបើសិនជាទូបង្គំទៅតតាំងជាមួយនាងមេធ្មប់ព្រះអង្គប្រកាសជាបញ្ជាឲ្យសេនាចាប់ទូបង្គំជាមិនខាននៅរៀងរាល់យប់នាងមេធ្មប់នឹងប្រែកាយទៅជាសភាពដើមហើយនឹងចាប់សេនានៅក្នុងវាំងធ្វើជាចំណីដល់ពេលនោះជាឱកាសរបស់អ្នកដែលតតាំងជាមួយនាងមេធ្មប់ទូបង្គំនឹងប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅនៅពេលនេះទូបីទូបង្គំដឹងថាទូបង្គំមិនអាចតតាំងជាមួយនាងមេធ្មប់បានក៏ដោយប៉ុន្តែទូបង្គំក៏មិនអាចឈរអោបដៃមើលព្រះនាងរងទុក្ខបែបនេះដែរបន្ទាប់មកសុកក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅក្នុងវាំងដើម្បីលបលួចចូលទៅពេលយប់ដើម្បីកំចាត់មេធ្មប់ចំណែកនាងមេធ្មប់បានប្រែកាយទៅជាសភាពដើមទៅពេលយប់ហើយនាងក៏ប្រុងតែដើរចាប់មន្ត្រីនៅក្នុងវាំងលោកសេនាធ្វើជាចំណីយប់នេះយើងនឹងតែផ្អែមមកទៀតហើយយើងត្រូវតែចាប់សេនានៅក្នុងវាំងដើម្បីធ្វើជាចំណីរបស់យើងដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកចំណីនៅខាងក្រៅពធោអើយតើនេះជាអ្វីទៅនេះជាមេធ្មប់តើមែនទេហេតុអ្វីបានជានាងអាចចូលមកដល់ក្នុងវាំងបាននាងមេធ្មប់
Dương cho một đó tí ní mất sống khăn lại. Bắn tay với đáy sống khăn. Dương tư tay chập ai thua chi chùm này ai tốt tại bán. Vì ai nhận thua ai dứt sợ dương cắn tay cản lại. Dương mất bóng ai niêng chập dương thua chi chùm này bà tê. Niêng tư tay bình nhập chạy trên bê tí ní phim tớ. Báo mất đôi chân này tê. Dương nâng dọc rừng ra từng ổn tí tớ có bài ổn chi mặt khăn. Luôn chất slap hơi nơi này chạy gọt bà tiết. Hay thử bày bắt chị anh bà hơn khi này chạy bạp đi chụp bùa dương. Dương thua chấp xin nạ chả nà một hơi. Bùa kê tay tay ổng bố. Bắt tay chụp bùa ai vĩnh. Bà chị khi này chạy bạp đi chụp bùa dương vĩnh. Trong lấy đó chẳng nhờ bỏ chương. Bê ní cầm bông tay nơi không có bế. Đôi chân này dương nâng bạc đầy lưu sắp sắp mùi dụng tiết hơi. Dương tới tay bởi nhập châu tật đó bởi tốt bởi bỏ dương vinh. Hai thay sai dương nâng chân tức hàng cái. Đọc bây tình chập cô đẹp phung vinh mà đó. Bên tộp 1 niên biệt 1 có bởi nhập châu tật nông bởi tốt bởi bỏ niên vinh. Trong này sau khách không bằng trái thua đồng nào tên thay tình dục mình hiên xâm ra. Rồi hốt đó tì gần lại mũi đã chia tì gần lại ác rõm lục tá ế xây. Cháu cục bụng tại thua đồng nào từ rộng niên mịt mục nực nông vẹn tao mấy tí. Tao cháu ách dục chinh niên mịt mục bát đại tí. Hay rồi vậy bạn chi lục tá bán đấng. Hay rồi vậy bạn chi lục tá bán đấng ông bí bông nông rồi bỏ cháu. Cháu cục bụng tại thua đồng nào từ rộng niên mịt mục. Mình miên rương ở vậy đại ách lạc bằng tao bán lời. Ta bắt đăng rừng ra xa chi vượt rồi bỏ bệnh niên. Đôi chứ nế, tự bắt chị ta bắt bảo dư tự sở đau bây bầm phoán bệnh nhạc đầu tây. Cầm ôi kì khơi đám chơi rồi bỏ bệnh niên. Cho ta hay rồi vậy bàn cháu ách khơi đám chơi rồi bỏ bệnh niên. Tiếng đây lục ta bắt bảo dư tự sở đau bây bầm phoán bệnh. Cô bố tài cháu, miên đi xa chi mùi nâng bệnh niên. Tự bông lịch khách cầm nọt ôi cháu bàn khơi đám chơi rồi bỏ bệnh niên. Hơi bông lịch khách cô bán cầm nọt ôi cháu tự bảo dư chi mùi nâng niên mệt mốc. Cháu đừng cho bạn nha, thay cháu mình mến chị đại cứu rồi bỏ niên mệt mục tế nha lục ta. Còn tại tụi bây cháu bạn đừng thay cháu mình ai dọc chí nha niên bạn có đói. Cháu trở tay khách không bằng bài ngồi ở phía xe mặt tập hiếm. Bảo tâm xe mặt tập hiếm rồi bỏ cháu, cháu bỏ có chí mình ai dọc chí nha niên mệt mục bạn lời. Còn tại ta đừng bỏ chơi trọt bùi đi, ôi cháu dọc tới cùng chặt niên mệt mục. Vì còn tại chi chơi trọt thông và đá tay bằng nó. Tao dọc tới bởi dọc chí mùi niên mệt mục bạn cho mấy tớ lục ta. Cháu cứ thay ní còn tại chi chơi trọt, miên là bây bị xe tế. Cháu nếu mà toàn đứng ông bị ông này nơi chơi trọt ý tế. Vì cứ chơi chơi trọt đáy bệnh ấn bắt một cái lời. Hồi vì cứ chơi ông nói đáy bệnh ấn bắt đọt ở cháu. Cháu tới tài dọc chơi trọt đi tới cùng chặt điếc bệnh sạch mệt mốt. Nếu bây giờ cháu bàn can chơi trọt đi. Cháu đừng miễn ở rộng thạc luôn ấy. Miễn chứ tật sở nơi không luôn. Mên hay nà lục ta. Đôi chơi ở vậy đã lục ta bàn đi chơi mên. Nếu bây giờ cháu bàn đang thạc luôn ấy. Miễn ở vậy nơi không luôn. Cháu đừng ách dọc chơi nhạc mệt mốt bàn hay nà lục ta. Vừa đồng nào tới chỗ nào cháu. Rùa tay nơi tin đi, lùm mông tại đọc nông viên, cư trừ bảo để dạp về chân ngài. Đôi chân này cháu ách nâng tật đó là bê dục chi mạnh khán. Ba lục ta, anh chẳng cháu bởi nhập thua đầm nào tầng sân hơi. Sốc có bàn tật tui chơi trọt bi lục ta. Hơi sốc có bởi nhập thua đầm nào tới tiên mân xâm rã, đọc bây bàn tật đọc nông viên. Chúng này bè ổng, trốn bất chí miên ca ngươi chung ngồi dạng kháng. Hay đồng bây bàn chí nước nông viễn, ta anh tệ bạch lục mật rây xin nà. Hay đồng bây bàn chí nước nông viễn rồi bỏ dưỡng, ta anh tệ bạch mật rây xin nà bạp ní chí nếch. Ta ơ miên rương ở bây mê tê lục ốp rái. Cảm ơn tu bè ổng, tu bà cung có bần dồn ổng bì bạch hà nít đây. Tu bà cung sẽ kết khơi tha, mật rây xin nà được nông viễn, ta anh tệ bạch luôn đôi mặt đơn bì hẹt phòl. Rương ní tu bà cung bất chí miên ca ngươi chung ngồi nạp bè ổng. Dương trong bàn thả, mình miễn cả độ xe ná trên bí khăn vẹn lời. Hãy đưa vậy bàn chị bắt lúc mình trái xe ná đôi mặt đằng bí hạt phòl. Hãy thêm tiếng cửu xa rồi bỏ mình trái xe ná tình ổn nụ mất bàn đứng. Cái rương này bà gọi chị miễn ở vậy nơi khói khăn chi mình khá tế bà ổn. Đôi chân này tư vấn cúng nâng bà chị ôi xe ná tạm sớp. Đã bây ôi bàn đất cả bớt. Dương nâng bà cố kết cả ní ôi tư lúc ổn bà chí nét đọt rái. Dương xin không thả nâng miễn chìm lối nơi khăn rạp bê chạp chạp. Đã bây ôi bán đất gặp bớt, hãy đưa vây bán chia sẻ nà được bỏ chướng bắt khuôn bạp ní. Cảm ơn tư bệ ông, tư bực công năng đo sài ông bí bánh hà ní. Tư bực công năng tư bình chia ôi sẻ nà tam sớp chia ca sầm ngắt ông bí ca nghe mùi ní. Đó bê dục là ứng, niên mệt mục có bán chênh một hàng cái đang bay xoay ngọc cô nẹp húm. Hơi nửa bê nụ sọc có bán mặc đó toàn bể. Niên trở tại xe lạp nửa bê ní chia mặt khá niên mệt mục. Dương mộc ní cứ đang bay cục chặt niên.
ើអ្នកជាអ្នកណាទៅហើយតើបីបានជាអ្នកមានបំណងមកកម្ចាត់យើងទាំងដែលយើងមិនដែលស្គាល់អ្នកឯងពីមុនមកទេនាងមិនបានស្គាល់យើងចុះតើនាងស្គាល់ព្រះនាងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងដើមឈើនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំដែរទេនាងមិនគួរណាធ្វើរឿងអាក្រក់បែបនេះទេនាងមេធ្មប់តាមពិតឯងគឺជាមនុស្សរបស់ព្រះនាងតាមទេយើងនឹងចាប់យកឯងទៅដាក់ក្នុងដើមឈើជាមួយនឹងព្រះនាងដើម្បីឲ្យបានស្គាល់នៃរសជាតិនៃមេរៀនរបស់យើងនាងគិតថាយើងនឹងព្រមឲ្យនាងធ្វើរឿងបែបនេះចំពោះយើងបានតើមែនទេយើងត្រូវតែកម្ចាត់នាងដើម្បីឲ្យព្រះនាងបានរួចផុតពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាងត្រឹមតែជាមនុស្សធម្មតាកាន់ឈើច្រត់មួយនេះចង់មកកម្ចាត់យើងបានយ៉ាងម៉េចយើងគឺជាមេធ្មប់មានយុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះឯងនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានទេនាងមិនចាំបាច់និយាយវែងឆ្ងាយពេកទេនាងមេធ្មប់ចាំទទួលយកមេរៀនរបស់យើងទៅវាគឺជាមេរៀនដែលយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យនាងនៅពេលនេះនៅពេលនោះសក់ក៏បានប្រើយុទ្ធសិលកំចាត់នាងមេធ្មប់ហើយនាងមេធ្មប់ក៏បានស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះហើយព្រះនាងក៏បានរួចផុតអំពីយុទ្ធសិលរបស់មេធ្មប់នៅពេលនេះព្រះនាងបានរួចផុតពីយុទ្ធសិលរបស់នាងមេធ្មប់ខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញដើម្បីនាំព្រះនាងមកក្នុងវាំងព្រោះតែពេលនេះព្រះនាងកំពុងតែនៅក្នុងព្រៃជ្រៅតែម្នាក់ឯងព្រះនាងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានសក់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃវិញដើម្បីនាំព្រះនាងមកក្នុងវាំងនៅពេលដែលសុកបានជួយព្រះនាងឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ព្រះអង្គក៏បានសម្រេចចិត្តលើកព្រះនាងឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធរបស់សុកហើយព្រះអង្គក៏បានប្រគល់រាជសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យសុកឡើងគ្រប់គ្រងធ្វើជាស្ដេចបន្ត